Mời các bạn cùng Phạm Thâu Vlog sẽ tham quan giáo xứ Đông Thành, cũng là khu vực khuôn viên của nhà chung Đông Thành. Video trước thì mình quay cảnh nhà thờ Đông Thành, và nối tiếp vào video thứ hai này là khu vực nhà chung. Mời các bạn ta cùng tham quan giáo xứ Đông Thành, nhất là khu khuôn viên của nhà chung. Mời các bạn cùng tham quan. Thưa các bạn, trước hình ảnh nhỏ ta đây là có linh đài Chúa Giêsu Vua Vũ Trụ ngự trên bên trên, còn bên dưới là hầm đài là các thánh tử vì đạo, các chứng nhân anh dũng chết vì đạo Chúa. Mời các bạn chúng ta cùng tham quan. Chào ông ạ. Vâng, ông đang sửa cây ạ. Vâng. Vâng. Thưa các bạn, trước khi ta đến đài Chúa Giêsu Kitô Vua thì ở đây có những đài nhỏ, rồi bắt đầu với vào đến đài Chúa Kitô Vua. Mời các bạn cùng vào tham quan khu vực các thánh tử đạo của giáo xứ Đông Thành. Thưa các bạn, là hai tượng đây là hai thánh hiển thánh. Thánh Đa Minh Trần Văn Toại và Thánh Đa Minh Nguyễn Văn Huyên.
Và thưa các bạn, đây là hài cốt các chính nhân, vẫn còn nguyên xương các bạn nhé. Thưa các bạn, là đây là toàn bộ là xương. Các bạn nhìn đầu lâu có thánh vẫn còn. Và trước ngày xây, trước ngày các thánh, các chứng nhân chịu chết vì đạo Chúa, thì khi người ta chôn thì có cái chai. Đấy, đây các bạn nhìn nhé, đây là cái chai. Tất cả các thẻ bỏ trong cái chai này. Khi mà cải lên thì căn cứ vào cái thẻ đồng đấy là về tên tuổi, thì chết như thế nào là có các thẻ bằng đồng hoặc là bằng gạch nung gì đó, khắc tên, khắc sự việc chết như thế nào. Đây các bạn nhé, đây có đó, có thẻ đó mà chữ bằng chữ nho, chữ cũng có thánh thì vào cái lọ, cũng có thánh thì bằng bia bằng gạch nung, có khi là bằng thẻ đồng.
Vâng. Thưa các bạn, đây là khu vực ao hồ cũng là của giáo xứ. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Chào và hẹn gặp lại các chương trình video sau. Xin chân thành cảm ơn. Các bạn nhớ bấm like, đăng ký kênh ủng hộ để Phạm Thâu Vlog có động lực làm nhiều video để phục vụ các bạn một ngày một tốt hơn. Nếu có điều gì làm không hài lòng các bạn, mong các bạn thông cảm bỏ qua. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.